quý vị, các bạn, nếu như các bạn cảm thấy mất tự tin về hàm răng của mình không được trắng sáng thì giờ đây các bạn có thể chăm sóc hàm răng và làm trắng chuyên nghiệp ngay tại nhà với thiết bị Rio DCWH7C. Với thiết bị này thì các bạn sẽ không cần tốn nhiều thời gian và chi phí đến phòng khám định kỳ để làm trắng răng nữa rồi. Thật là tiện lợi phải không ạ? Bộ sản phẩm bao gồm một hướng dẫn sử dụng đi kèm, phần mút chân đế của máy làm trắng răng, 3 miếng làm trắng răng, 5 ống gel làm trắng răng, 1 adapter đi kèm và 1 máy làm trắng răng. Đây là phần chìa khóa an toàn. Cấu tạo của chiếc máy làm trắng răng này bao gồm máy phát sáng màu xanh, ống mềm linh hoạt. Phía dưới phần chân đế thì có bảng điều khiển với các chức năng, nút mút để các bạn chọn chế độ làm trắng. Nút Start là nút bắt đầu và tạm dừng máy. Đây là phần công tắc khóa an toàn. Nút cộng trừ để tăng giảm mức công suất. Phía sau có lỗ cắm sạc với adapter. Để sử dụng chiếc máy làm trắng răng Rio DCWH7C, đầu tiên đổ 4cm nước nóng, không sử dụng nước sôi vào cốc chứa và ấn chìm phần cuối của bộ phận làm trắng răng trong khoảng 60 giây. Tháo bộ phận làm trắng một cách cẩn thận để không làm hỏng khi dụng cụ đang ở trạng thái mềm dẻo, đổ bỏ hết lượng nước còn thừa trong cốc. Đặt răng vào bên trong khuôn, máng làm trắng sẽ tỏa ra sức nóng lên miếu răng của bạn. Điều này là bình thường, cắn xuống nhẹ nhàng và giữ nguyên trong vòng 30 giây. Lấy bộ phận làm trắng ra và đặt vào nước lạnh để làm mát trong 60 giây. Sử dụng khóa bảo mật để mở khóa và bật thiết bị. Nhấn nút mốt để chọn chương trình bạn muốn sử dụng. Các chỉ báo chương trình sẽ sáng để hiển thị chương trình nào được chọn. Sử dụng các nút cộng trừ để chọn mức công suất. Đặt miếng làm trắng vào miệng. Nhấn nút Start để bắt đầu điều trị. Đèn trên đồng hồ đếm ngược sẽ cho biết thời gian điều trị còn lại. Khi việc xử lý hoàn thành, lấy miếng trắng răng ra khỏi bộ phát sáng màu xanh và rửa kỹ bằng nước ấm. Để khô trước khi bảo quản, súc miệng bằng nước và không nuốt. Các chương trình điều trị đầy đủ. Khi được chọn, đèn chỉ báo trên cùng sẽ sáng màu xanh lục. Chương trình này có thời gian chạy là 20 phút. Chương trình chuyên sâu. Khi được chọn, đèn chỉ báo dưới sẽ sáng màu xanh lục. Chương trình này có thời gian chạy là 12 phút. Bắt đầu và tạm dừng, nhấn nút Start để bắt đầu điều trị. Để tạm dừng điều trị bất cứ lúc nào, chỉ cần nhấn nút Start thêm một lần nữa. Lưu ý, chiếc máy làm trắng răng này không sử dụng được cho trẻ em dưới 14 tuổi. Không sử dụng nhiều hơn một lần một ngày, không sử dụng lâu hơn 20 phút trong một lần sử dụng. Một số câu hỏi thường gặp khi sử dụng chiếc máy làm trắng răng Rio DCWH7C. Sử dụng thiết bị trong bao lâu thì tôi sẽ thấy có kết quả? Hầu hết các trường hợp, bạn sẽ bắt đầu thấy kết quả ngay sau lần điều trị đầu tiên, răng sẽ trắng lên sau vài lần điều trị. Tuy nhiên, kết quả giữa từng người sử dụng là khác nhau. Các vết ố màu vàng có phản ứng rất nhanh và đáng kể hơn so với những vết ố xỉn màu, xanh hay là xám. Nếu như răng bạn có vết ố ngả màu nặng, có thể cần đưa ra thêm một số phương pháp điều trị. Câu hỏi 2. Tần suất tôi có thể sử dụng thiết bị này? Sử dụng hàng tuần hoặc thậm chí hàng ngày trong tháng đầu tiên, khi bạn đã đạt được kết quả như mong muốn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp điều trị nhắc lại. Câu hỏi 3. Bao lâu thì tôi cần nhắc lại? Điều này sẽ phụ thuộc vào tuổi tác và chế độ ăn uống của bạn. Nếu như bạn tiếp tục ăn các loại thực phẩm và đồ uống có tác nhân gây ra việc xỉn màu răng, răng của bạn sẽ bị ố màu theo thời gian. Chúng tôi khuyên bạn điều trị nhắc lại mỗi tháng một lần, theo chỉ dẫn của nha sĩ. Tôi có thể sử dụng sản phẩm máy làm trắng răng chuyên nghiệp Rio DCWH7 trên răng giả và răng bọc không? Máy làm trắng răng chuyên nghiệp Rio DCWH7 sẽ chỉ làm trắng răng tự nhiên, tuy nhiên nó cũng an toàn khi sử dụng trên răng giả. Việc điều trị trắng răng sẽ không làm trắng răng giả, bao gồm răng bọc sứ, răng giả, cầu răng hoặc chám răng. Nếu như bạn muốn thì bạn cần có răng giả thay thế để phù hợp với hàm răng trắng mới của bạn. Tôi nên bảo quản gel làm trắng răng như thế nào? Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc ánh sáng trực tiếp, tránh xa tầm tay trẻ em. Những nguyên nhân gây vàng răng là gì? Thí nghiệm ở nhiều mẫu răng khác nhau, khi răng bắt đầu hình thành, tất cả chúng đều phát triển với lớp men răng trắng ở bên ngoài. Các loại thực phẩm và đồ uống mà chúng ta ăn, ví dụ như trà, cà phê, rượu vang đỏ và những thực phẩm có màu sắc đậm, dần dần làm ố bề mặt trắng của răng. Kem đánh răng có chất làm mài mòn và bàn chải đánh răng cứng cùng với tuổi tác là nguyên nhân
làm đẩy quá trình mài mòn bề mặt răng, làm mất men răng trắng và lộ ra lõi răng ngả màu vàng nằm bên dưới. Máy làm trắng răng Rio DC WH7C này được nhập khẩu từ Anh 100%, bảo hành 24 tháng và đặc biệt là sản phẩm được miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh. Cho bạn nào đặt hàng ngay dưới video này thì hãy để lại số điện thoại ở comment hoặc là click lên website meta.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028-3833-6666 để đặt hàng nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!